Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Sau nam nổi tiếng Vi Biết bất ngờ tiết lộ chuyện nhạy cảm của Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi gây xôn xao. Mới đây Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh tập gym chăm chỉ trên trang cá nhân. Nhưng điều đáng chú ý lại là bình luận của ca sĩ Quang Hà dưới bài đăng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Cụ thể, Quang Cường, anh trai của nam ca sĩ, bày tỏ sự thích thú với hình ảnh của nữ hoàng phong trà trong phòng gym, liền nhắn nhủ, thích lắm Quang Hà tập đi. Trước nguyện vọng của anh trai, Quang Hà phản hồi khiến ai nấy cũng bất ngờ. Nam ca sĩ hóm hỉnh, nó bị bắt phải tập đấy, không chịu tập không cho ngủ chung á. Chia sẻ này của Quang Hà khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Lâm Bảo Châu. Được biết Lệ Quyên và tình trẻ thường cùng nhau đồng hành trong phòng tập. Có vẻ như theo lời của Quang Hà thì giọng ca duyên phận vì bạn trai mà mới đi tập thể hình. Một lần Lệ Quyên than thở trên mạng mệt lả vì tập luyện, cô liền bị Lâm Bảo Châu nhắc nhở nghiêm túc, dạy tập. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vướng nghi án hẹn hò vào từ tháng 8 năm 2020. Sau thời gian úp mở, cả hai chính thức công khai với công chúng vào tháng 1 vừa qua. Nữ ca sĩ Hạnh Phúc chia sẻ: khi yêu tôi không làm ngôi sao, nếu yêu với tâm thế của một ngôi sao thì chắc chắn tôi sẽ thất bại ngay từ đầu. Phải là người phụ nữ bình thường, thoát khỏi ánh hào quang, tôi mới yêu người ta theo cách dung dị nhất. Chỉ có sự chân thành ấy mới có thể thuyết phục người ta và làm cho người ta trọn vẹn với mình. Ai cũng có trăm phương ngàn kế để yêu, nhưng khi yêu thật sự, mình đối xử với người ta như thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử với mình như thế. Đến hiện tại cả hai vô cùng thoải mái công khai chuyện tình cảm. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thường xuyên đăng tải hình ảnh của đối phương đi chơi cùng nhau khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.